Rõ ràng là con sáng nhà mình nó béo như con lợn chứ nó có gầy đâu. Mà mỗi lần mà mình nói nó béo ấy, nó đều kêu là mắt bà Vân Anh có vấn đề chứ sao mà kêu sáng béo. Đã thế chuyến này tôi đi tôi bắn mắt cận luôn để xem là mày mập thật hay mập giả. Nói phát là mình phải làm liền, phi ngay tới bệnh viện mắt nói dõng dạc với bác sĩ, bắn cho em 50 củ tiền mắt. Sao bác sĩ mới nói ủa là sao em? Xong mình mới nói là bây giờ em chỉ có 50 củ thôi, bác sĩ cứ bắn cho em được bao nhiêu thì được. Vừa hay ở bệnh viện mắt đang có gói xịn nhất đúng 50 củ luôn. Thế là mình vào việc ngay, đầu tiên là khám mắt, đo mắt, sau đó là lấy máu xét nghiệm này, test Covid xong xuôi hết thì người ta sẽ phát cho mình cái phiếu này để ngồi chờ phẫu thuật. Lúc này thì mọi người hỏi mình có sợ không? Sợ chứ, nhưng mà tiền thì lỡ đóng rồi, bây giờ mà đổi ý không mổ thì còn sợ mẹ đấm vào mặt hơn. Trời ơi, ta nói cái bệnh viện nó đầy nam tính và mạnh mẽ, đi đâu cũng thấy màu hồng. Tới cái bộ đồ bệnh nhân của mình mặc cũng là màu hồng. Tới cái đoạn này là mình không quay được nữa đâu, bởi vì mình đã được vô trùng mắt và chuẩn bị lên thớt rồi. Và đây là mình sau một ngày mổ mắt, chắc là mọi người tò mò là mổ mắt có đau không đúng không? Mình xin khẳng định mổ mắt bằng phương pháp laser trong khi mổ thì không đau nha, và bác sĩ thì rất là dễ thương luôn. Nhưng mà sau khi mổ thì có nhức một xíu nha, khoảng 3 đến 4 tiếng. Hôm nay thì mình đi tái khám và bác sĩ nói là kết quả mổ mắt của mình rất là ok. Và bây giờ về xem con sáng nó có béo hay không nào. Ôi giời, bây giờ thì trông nó còn béo hơn lúc mà mình chưa mổ mắt nữa, đúng là một con lợn.